Em Ri mến chào đại gia đình. Hiện tại thì em Ri đang có mặt ở chợ Xóm Chiếu đây, một cái coi chợ là rất là lớn ở quận 4 luôn. Dạ. Chị cho em hỏi thăm là dạo này mình bán đỡ không hả chị? Vắng lắm hả chị? Dạ. Em thấy đây mà sáng sớm mà cái mặt hàng của chị em thấy ít quá vậy. Thường là người ta mua cái sạp bự nhiều hàng lắm đây, thấy rất là ít luôn. Tức là không dám lấy nhiều, nhiều bán được. Như vậy thì chi phí hàng tháng mình có đủ lo cho gia đình không chị? Thiếu xà lách rồi. Thiếu xà lách luôn hả? Dạ. Dạ cảm ơn chị rất là nhiều. Để hỏi thăm gì? Dạ gì cho con hỏi thăm dạo này mình bán được không chị? Ế lắm hả chị? Con thấy sạp bây giờ mà sáng mà con thấy sạp rau của gì quá trời luôn, hình như là còn y nguyên hết hả chị? Bán không được luôn. Như vậy thì rau này thì con biết là tới chiều là một số loại nó sẽ hư rồi. Như vậy thì mình có đủ cuộc sống gia đình hàng tháng không chứ gì bán ở đây? Cũng vừa đủ thôi chứ. Vừa đủ. Dạ. Không có dư. Không có dư luôn. Dạ dạ, dạ cảm ơn chị nhiều. Chị cho em hỏi thăm là dạo này mình bán đỡ không chị? Bán lắm. Bán luôn hả? Dạ. Như vậy thì nó hàng cái này là kéo dài được lâu chứ gì? Cái tình trạng vắng này. Lúc mà dịch tới giờ. Dịch tới giờ luôn. Rồi mình có đủ chi phí cho gia đình không? Mình kinh doanh thế này. Thì mình cứ xài tiết kiệm chứ. Xài tiết kiệm, dạ. Dạ, cảm ơn chị. Bán là giá nào ra giá đó và đồ ship rất là gọn luôn. Đây, đây cũng là một cái thái độ mà gọi là mình tôn trọng người mua, mình tôn trọng khách hàng đi cả nhà mình. Đây, nhìn sắp xếp rất là đẹp luôn. Vì cho con hỏi thăm là dạo này mình bán đỡ không hay gì? Dạ, vắng que. Vắng que luôn hay gì? Đó, chứ thấy có ai đi. Dạ. Như vậy thì hàng tháng mình đủ chi phí cho gia đình mình không? Dạ, sao đủ được? Dạ, không đủ luôn hả chị? Không đủ. Tiền tỷ mình bỏ vô đây nhưng mà hàng tháng lại không đủ. Tại vì mình có sạp thì phải vô ngồi thôi. Dạ. Thật sự không có bán được cái gì. Ngoài ra những thì mấy lạng đậu, mấy lạng nếp rồi chứ gạo không bán được. Dạ. Tại vì gạo ở ngoài đường người ta bán quá chừng, đâu có ai mà đi vô đây mà con, xe mà mua gạo đâu. Con nghe nói là cấm vận gì đó, bây giờ giá gạo lên là có lên không gì? Lên 2-3 đồng một ký. À lên 2 lần lấy là lên. Mỗi lên 2-3 ngàn một ký. Dạ. Tức là đấy, lấy được trước cách đây nửa tháng nữa lên đồng. Bây giờ lấy lên đồng rưỡi nữa. Dạ. Lên từ từ vậy. Dạ dạ. Phải nó lên một lúc. Dạ. Đồng 2 đồng, đồng 2 đồng cứ lên vậy đó. Dạ dạ. Rồi dạ, cảm ơn chị. Em Ri mến chào đại gia đình. Hiện tại thì em Ri đang có mặt ở chợ Xóm Chiếu đây, một cái ngôi chợ là rất là lớn ở quận 4 luôn. Vào đây thì ngôi chợ này gia đình chúng ta thấy là quận 4 mà ngôi chợ này cũng là xem với chợ Bình Tây luôn, chợ An Đông luôn, rất là lớn. Thì hôm nay là cũng ngày 28 rồi, 8 giờ ngày 28 tháng 8 năm 2023. Thì Ri sẽ mời gia đình chúng ta vào trong mình tham quan ngôi chợ này nha. Ngôi chợ này thì bốn mặt tiền luôn, vị trí cực kỳ đắc địa luôn. Thì không biết là tình hình kinh doanh buôn bán như thế nào. Thì bây giờ thì Ri sẽ mời gia đình chúng ta lên trên lầu 1 trước ha. Mình sẽ tham quan trên lầu 1 trước rồi sau đó mình sẽ đi vòng ở dưới và vòng ra ngoài luôn. Dạ xin mời gia đình cùng theo chân em ạ. Let's go. Đây cả nhà mình thấy là ở trên lầu này thì bán rất là nhiều thời trang đây. Của gì đây? Đây quá trời luôn. Rất là nhiều luôn cả nhà mình. Hiện tại thì gia đình mình thấy đó, đồ trẻ em có nè, người lớn có nè, rất là nhiều luôn. Quá trời thời trang ở đây. Phải nói là rất nhiều mỹ phẩm nè, thời trang, quần áo thì phải nói cái chợ Xóm Chiếu này quá trời lớn luôn á. Mới lần đầu tiên vào luôn á. Ủa gì cho con hỏi thăm là dạo này mình bán đỡ không hay gì? Chậm lắm gì? Vậy con thấy là hình như là sáng thấy rất là ít khách lên đây luôn gì? Đây thì hàng tháng mình bán đỡ. Nói chung chợ này tình hình nó hơi chậm nhiều. Chậm, mình đủ chi phí cho gia đình không hay gì? Lỗ luôn hả? Rồi. Bán được đâu mà chi phí. Lỗ luôn rồi, như vậy rồi mình có sale hàng hay là mình có dự định là mình sẽ chuyển cái ngày khác? Bây giờ phải chịu trận. Là cứ là cầm cự luôn, được khi nào hay khi đó. Dạ, nhớ hơi gì. Dạ. Con lần đầu không lên đây con biết đường, con thấy vô chợ lớn quá trời lớn luôn. Dạ. Dạ. Ở đây cái nhà mình thấy nè, thời trang trẻ em rồi nè. Tới mùa nhập học rồi ha, mua giày cho con em mình là bá cháy bùa chét luôn. Rất là nhiều hàng luôn, quá trời đông luôn. Ý là quá trời nhiều hàng luôn nè. Cực kỳ nhiều nhưng mà cái lượng khách thì thấy rất là vắng, đây thời trang rất là đẹp luôn cả nhà mình. Nhìn thấy mê luôn á. Mình là đàn ông mà mình vào đây mình thấy thời trang mình còn mê nữa, nói chi cái chị nữ. Nhưng mà hiện tại thì
do là kinh tế như thế nào khó xuống cấp đó, cho nên là bây giờ thì rất ít người đi chợ luôn, cho nên là nhìn hoài đây mà mình không có thấy khách. Đây thời trang là cái chị trưng bày cũng rất là đẹp luôn, đây quá trời luôn, choáng ngợp luôn cả nhà mình. Lần đầu tiên mình vào chợ Xóm Chiếu, không ngờ là ngôi chợ Xóm Chiếu lại lớn như thế này luôn, mà đồ thì quá trời, rất là nhiều như thế này đây. Phải nói là thời trang là trùng trùng đẹp đẹp luôn. Ở đây thì cũng có một số sạp người ta đóng cửa rồi, quá trời luôn. Gì cho con hỏi thăm sao? Con đi vòng vòng chợ nãy giờ mà con không thấy người. Sạp này thì người ta bị bệnh, sạp này người ta trễ, sạp này thì nhà có đám tiệc. Dạ, mà con thấy khách vào luôn. Thì bây giờ nó cứ... Bây giờ mình bán đỡ không gì? Dạo này mình bán đỡ. Bán chậm. Bán chậm. Dạ. Giờ là chỉ có làm để cho nó gọi là đủ ăn mà may mắn lắm rồi, chứ không có nuôi được gia đình. Tức là chỉ lo đủ bản thân là may rồi. Đúng rồi. Dạ. Đây thời trang thấy đẹp quá trời luôn mà. Dạ, cảm ơn chị nhiều. Dạ. À, cả nhà mình thấy đây, khi mà mình vào chợ mình thấy đây là thời trang rất là nhiều, rất là đẹp luôn đây. Nhưng mà nghe gì sao mà than quá trời luôn, không có khách luôn. Chú cho hỏi thăm là chợ mình lúc này mình bán đỡ không hả chú? Vắng lắm đấy. Vắng lắm hả? Dạ. Mà một ngày như vậy thì nói chung là hàng tháng mình đủ chi phí cho gia đình không chú? Cố gắng thì cố gắng vậy thôi. Cố gắng là cố gắng. À, con đi quá trời luôn, từ đầu này tới đầu kia con không thấy khách luôn, mà đồ rất là nhiều. Dạ, cảm ơn quý vị. Đây, đây cả nhà mình thấy rất là nhiều đây, hàng quá đây. À, phải nói là vào đây giống như là chợ An Đông nè, rồi chợ Bình Tây nè. À, phải nói đây là hàng còn khủng nữa, khủng rất là nhiều hàng luôn, hàng quá trời nhiều. Vào đây thì rất là nhiều hàng đây, gia đình mình thấy là mỗi một cái sạp ở đây thì cũng tương đối lớn nha. Thì thấy là điều là kích thước sạp ở đây là rất lớn. Vì cho con hỏi thăm là ở đây mình có khoảng bao nhiêu cái sạp như vậy hay gì? À, cái đó em phải hỏi bao về á. À, tự đó à. Nhiều lắm. Nhiều lắm hay gì? Ừ. Ở con vô đây lần đầu tiên con thấy lớn quá trời lớn luôn á. Ừ. Mà sao dục lúc này cho gì cho con hỏi thăm là mình bán đỡ không hay gì? Vắng lắm em. Vắng. Dạ. Vắng lắm hay gì? Mình vậy làm đủ chi phí cho gia đình không? Không đủ đâu. Không đủ luôn. Ừ. Dạ, dạ cảm ơn gì nhiều. Ừ. Quá trời hàng đây nè. Phải nói là jean, kaki, thun hay là các loại luôn, rất là nhiều luôn. Vào đây là choáng ngợp luôn á. Không ngờ là ngôi chợ Xóm Chiếu lại lớn như thế này, bất ngờ luôn. Hồi đó giờ mình nghĩ chợ Xóm Chiếu quận 4 là nhỏ nhỏ thôi, vừa thôi, chứ không ngờ là bước vào đây mình mới hình dung được cái chợ là nó lớn, phải nói là khủng khiếp như thế này đây. Lượng hàng thì rất là nhiều. Nhưng mà hiện tại thì gia đình mình thấy là gần như là các tiểu thương ở đây là tình hình chung của kinh tế thế giới đang đi xuống. Và kinh tế Việt Nam chúng ta cũng bị ảnh hưởng rất là nhiều do nhiều yếu tố. Thứ nhất là do chiến tranh nè, dịch bệnh nè, rồi do cấm vận của các nước nè, rồi do người ta chuyển đổi mô hình mua bán nè, rồi do kinh tế khó khăn nữa. Rất là nhiều cái để dẫn đến một cái hệ lụy là ngôi chợ chúng ta nó vắng như thế này. Rất nhiều yếu tố chứ không có thể nào khẳng định là chợ truyền thống hay là chợ hiện đại hay thế nào. Mà để đánh giá chung toàn diện của nền kinh tế thì phải nhìn từ nhiều góc độ khác nhau để ra một cái nhận xét chính đáng. Mà bây giờ các nhà gọi là các chuyên gia thì cũng đang đau đầu để mà giải quyết vấn đề mà chợ vắng như thế này, để làm sao kinh tế khôi phục, làm sao cho tiểu thương có cuộc sống tốt hơn. Chị cho em hỏi thăm sao này, chợ mình nãy giờ em đi mà không thấy khách vào vậy chị? Vắng em ơi, vắng. Chợ nào tình hình chung hết rồi. Vắng hết luôn. À. Mình bán vậy thì hàng của mình thì thế rất là nhiều như vậy mà đủ chi phí cho gia đình không chị? Đâu có đủ, em ăn thăm không à. Thăm không cứ không? Ăn trước tính sau đi chứ giờ sao vậy? Dạ. như vậy mà mình có sale hàng hay để gì mình thu hút khách không chị? Sale gì thì ví dụ như hàng nào cũ mình mới sale, còn mới sao mình sale được? Dạ, hàng tức mới là có đồng tiền lớn ra. Cố gắng bán cái giá thấp nhất có thể. Đúng rồi. À, nói nhưng đúng mà... giá thì mình dán giá thấp nhất thôi chứ. Dạ, nhưng mà khách thì cũng quá. Nó dán, bán giờ ngày xưa ví dụ người ta hay nói cái câu là hay ra, còn giờ nó gọi là hên xui. Hên xui luôn. Con em đi bên chỗ chợ Tân Bình á. Vì đó bán 40 mấy năm rồi. Vì nói là bây giờ có nhiều khi là cả tuần luôn gì chưa bán mở hàng luôn. Mà cái đó có luôn. Có. Nhiều khi đây cũng vậy, 2 ngày 3 ngày không mở hàng là chuyện bình thường. À, 1 ngày không mở hàng là chuyện bình thường. 2-3 ngày luôn. 2-3 ngày luôn.
Rất là căng vậy hả? Dạ. Thành ra giống như ngày xưa người ta đã buôn bán lâu năm rồi, giống như có ăn có chịu rồi. Dạ. Cái thứ nhất là như vậy, thứ hai lớn tuổi mình làm như giờ. Thì giờ mình buôn bán, mình có đồng ra đồng vô. Dạ. Còn cái chuyện thâm thủng là chuyện đương nhiên. Tất cả mọi người đều như vậy chứ phải riêng bản thân mình. Dạ, dạ, cảm ơn chị rất nhiều. Không có gì không? Dạ. Cả nhà mình thấy đó, bây giờ là buôn bán ở chợ là tình hình chung, và cũng chả có ai mà thánh thần gì mà có thể là bán mà xuất quỷ nhập thần mà lời nhiều được. Tất cả đều ở trong cái tình trạng cầm cự như thế này đây. Gia đình chúng ta thấy chữ đây, sang sạp, nhưng mà rõ ràng là viết ra để cho đỡ bức cức trong người thôi, chứ giờ tình hình vắng quá, nếu sạp sang thì thật tình mà nói người ta cũng không dám sang. Vắng dữ lắm hả chị? Đúng rồi, không ai sang luôn, để gì thôi. Để cho đỡ bức rứt thôi chứ đâu ai dám sang thời điểm này. Giờ vụ khó khăn, không ai sang mà không ai đi chợ. Không ai đi luôn hả chị? Em nghe chị nói là mấy ngày, nhiều khi mấy ngày không ai mở hàng. Mấy ngày không mở hàng, thôi bán món là không đủ cơ hội, không đủ thế nữa. Không đủ thế luôn hả chị? Chị cho em hỏi là mình bán đây được bao lâu hả? 30 năm. 30 năm rồi. Qua mà bây giờ là không có khách. Dạ. Không có khách thì phải hết chợ, không có khách luôn. Dạ, tình hình chung đúng không chị? Dạ, dạ, cảm ơn chị rất nhiều. Đây, cả nhà mình thấy đây. Một cái ngôi chợ rất là lớn nha, rất là tuyệt vời như thế này đây. Phải nói là kể cả Ri mà vào đây là lần đầu tiên em bước vào chợ Xóm Chiếu luôn á. Em không nghĩ là cái ngôi chợ Xóm Chiếu lớn như thế này đâu. Em nghĩ là ngôi chợ bình thường nhỏ nhỏ thôi. Bước vào thì quá bất ngờ. Một ngôi chợ cực kỳ lớn như thế này, đồ cực kỳ đẹp như thế này đây. Nhưng mà hiện tại thì rõ ràng là mình không có thấy khách vào. Gia đình chúng ta thấy là trưng bày một cách rất là tôn trọng khách hàng đây, tỉ mỉ từ cái chi tiết luôn nè. Cả nhà mình thấy đó. Cái thái độ trưng hàng nó quan trọng lắm. Nhìn là biết là cửa hàng nó có tôn trọng khách hay không. Chi tiết từng món như thế này đây. Mà hiện tại thì rõ ràng là chợ thì chúng ta không thấy có khách vào. Rất là vắng luôn. Vắng, rất là vắng. Đây, cả nhà mình thấy là quá trời vắng. Gì vắng vải hay gì? Ở đây thấy vải áo dài rồi nhiều lắm nè cả nhà mình. Ở đây vải rồi gấm nhiều lắm. Tại áo dài của Ri một lần nghe người nước ngoài người ta nhận xét cái câu về chiếc áo dài của Việt Nam á, kín đáo nhưng không kém phần hấp dẫn. Phải nói là chiếc áo dài chúng ta là nổi tiếng khắp cả thế giới luôn. Vì cho hỏi là lúc dạo này mình buôn bán đỡ không nhỉ? Vắng lắm. Vắng lắm hả gì? Vậy có ngày không mở hàng luôn. Nếu vậy thì một cái sạp tiền tỷ gì thì hàng tháng mình có đủ chi phí gia đình không chị? Gói ghém thì được. Dạ. Dạ, cảm ơn chị. Cái tình hình nó vắng này là kéo dài lâu chưa hay gì? Kéo dài cũng từ hồi đầu năm tới giờ. Đầu năm tới giờ luôn. Dạ, quá căng. Dạ, cảm ơn chị. Dạ. Rồi lên đài lãnh tiền. Dạ, cả nhà mình thấy đây. Rất là đẹp, tới cả những cái mặt hàng mà truyền thống, mặt hàng hiện đại và vân vân và vân vân luôn. Vừa sale, vừa giá rẻ, vừa bán giá gốc, tất tật. Nhưng mà hiện tại thì cả nhà mình thấy là cực kỳ vắng luôn. Không biết sao vắng như vậy. Đây, cái vầy giải của tại vì là nhìn, nếu mà mấy cô mà vô đây nhìn gọi là không muốn ra luôn. Thấy cái nào cũng đẹp hết. Nhưng mà bây giờ khách không có vào. Chị cho em hỏi thăm là dạo này mình bán đỡ không chị? Vắng lắm. Vắng luôn hả? Dạ. Như vậy thì nó hàng cái này là kéo dài được lâu chứ gì? Cái tình trạng vắng này. Lúc mà dịch tới giờ. Dịch tới giờ luôn. Dịch tới giờ là chợ. Rồi mình có đủ chi phí cho gia đình không, mình kinh doanh thế này? Thì mình cứ xài tiết kiệm chứ. Xài tiết kiệm, dạ. Dạ, cảm ơn chị. Dạ. Vắng quá cả nhà ơi. Gần như là phỏng vấn trực tiếp rất là nhiều tiểu thương, nhưng mà vẫn là câu trả lời chung là chợ rất là vắng. Mặc dù giá bán rất là sát giá, hàng thì cũng cập nhật hàng mới liên tục, nhưng mà tình trạng khách ở đây thì rõ ràng gia đình chúng ta thấy là rất là vắng luôn. Đây quá trời. Có nhiều sạp thì người ta cũng không mở cửa luôn. Dạ, gì cho con hỏi thăm là sau chợ mình là con lần đầu tiên đến đây cũng bất ngờ luôn, là cái chợ thiết lớn quá trời lớn luôn, đi mỗi chân chưa dắt chợ nữa mà không gặp khách nào chứ gì. Có ngày không bán mở hàng luôn. Một tuần hai ba ngày không mở hàng luôn. Bữa nào mà bán được một món, hai món, ba món là quá rồi. Vậy chứ. Chị ở chợ này mấy chục người chứ chỉ có một hai người bán đắt, còn bao nhiêu là người nào cũng như vắng hết. Dạ. Cho hỏi là gì, mình làm cái nghề ở đây là bao lâu chưa hay gì? 82 tới giờ.
82 là bốn mấy năm. Bốn mấy năm mà cô bán mấy chục năm mà chỉ có cái năm nay là như vậy, không biết sao thê thảm. Tức là mình bán mấy chục năm rồi, khách mối mang đồ rất là nhiều luôn mà bây giờ cũng không ai mua. Gì, người ta đâu có ai ở với mình mấy chục năm bây giờ. Cái số người xưa cũng chết rồi, đi nước ngoài rồi, bây giờ tình hình khó khăn rồi, ai mà mua hết. Rồi như vậy thì bây giờ là cái sạp tiền tỷ của mình, như vậy mình bỏ ra tiền tỷ để mình làm cái sạp như thế này thì mình chi phí đủ cuộc sống hàng ngày không, hàng tháng không? Đủ, cũng phải bán ăn vô cái vốn ăn sao. Tức là vẫn thâm vốn ngồi. Dạ phải rồng phải ngồi thôi. Dạ giờ, tại vì cái nghề mình hồi xưa giờ không ai sang. Dạ đúng rồi, muốn sang sạp để nghỉ đó mà không có một người nào mà lại sang. Sang là cô mừng, cô muốn sang cô. Dạ cái, nếu mà cái sạp này bây giờ mình sang là sang giá khoảng bao nhiêu chị? Hồi xưa đó là 30 cây chứ bây giờ chắc chừng 300 triệu. Không ngày xưa sang. Là 30 cây, dạ, giờ 300 triệu là không ai sang. Không ai sang luôn, chỉ có người thì sang. Chỉ có nội bộ mình nới rộng ra thôi. Dạ. Thì có ai cần thì nới ra thôi, chứ còn người ngoài vô không có ai vô sang. Dạ, 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 con cảm ơn dì rất nhiều. Dạ. Con YouTube con tên gì? Dạ, con là kênh Ri Sài Thành TV. Sài Thành TV. Dạ, dạ. Rồi bữa nào đăng cái này lên? Dạ, ngày mai. Dạ, dạ, dạ. Dạ, dạ. Đây, cả nhà mình thấy đây. À, rất rất là nhiều mặt hàng như thế này đây, à, gọi là các chị cũng rất là tâm huyết rồi, nhưng mà ở đây rõ ràng là vắng quá, quá vắng để đi tìm một cái lối mình đi xuống nha. Đây, cầm xuống được. Dạ dạ dạ, con đi xuống đây. Đây cũng dạ. Xuống nó nhiều còn khang. Dạ, con mình Ri sẽ đi xuống dưới tầng trệt. Ô, chị cho em hỏi thăm mình trên lầu nữa là đâu có đúng không? Không có. Tầng này thôi. Tầng này thôi. Dạ dạ, cảm ơn. Dạ. Chị ngại thấy ống kính đó, cho nên là ghi cũng không có dám quay trực tiếp với chị. Đây thì để đi sẽ mời gia đình chúng ta, mình sẽ đi xuống dưới tầng trệt nha, xem ở tầng trệt như thế nào. Ở trên lầu thì tình hình các cô cũng than vắng dữ lắm rồi, nhưng mà xuống đây thì đây chợ gia đình mình thấy là cực kỳ lớn luôn nè, hàng quá phải nói là trùng điệp điệp luôn như thế này đây. Rất là nhiều mặt hàng ở đây nha, quá trời luôn nè. Ở đây thì để Ri sẽ đi ra bước ra phía ngoài để gia đình chúng ta hình dung ha. Đây là phía ngoài chợ, chợ bún chiếu sớm, chợ sớm chiếu thì gia đình chúng ta thấy là thông bốn mặt luôn, đây là bốn mặt tiền luôn ngôi chợ nè. Nhưng mà hiện tại thì lượng khách gia đình chúng ta thấy vào sáng sớm rồi, nhưng mà lượng khách rất là vắng luôn, rất là ít. Rồi bây giờ thì để Ri sẽ vào trong nha, vào trong để cho gia đình chúng ta tham khảo. Quá trời vắng. Dạ. Dạ. Ở đây quá trời luôn. Dạ gì cho con hỏi thăm là dạo này mình bán đỡ không hay gì? Trời vắng lắm em ơi. Vắng lắm hả? Ồ, con đi. Đừng quay chị. Dạ, dạ dạ, cảm ơn cảm ơn. Con đi từ trên đến dưới luôn mà sao không thấy khách gì hết. Toàn là tiền tỷ bỏ ra đây mỗi cái sạp. Ở đây thì chắc cũng mấy ngàn đó. Dạ. Chị cho hỏi thăm là lúc này dạo này mình bán đỡ không hay gì? Tùy theo ngày em. Tùy theo ngày, dạ. Em thấy là đi từ đầu trên dưới luôn mà mình không có khách. Như vậy thì mình bán cái chi phí hàng tháng mình đủ chi tiêu gia đình không chị? Đã chị nói tùy theo ngày. Tùy theo ngày. Nhờ khách, nhờ mối chở đi chứ. À, nhờ mối chở đi. Dạ, cũng đỡ ha. Cũng có mối, cũng có khách. Dạ, cảm ơn chị. Hiện tại thì tình hình chung luôn. Các tiểu thương đây là đang gọi là khóc ròng nữa cả nhà. Lý do là quá trời vắng. Rất là vắng luôn, phải nói là tiền tỷ đầu tư vô đây và cả sự nghiệp mình, công ăn việc làm đều nằm đây hết. Mà bây giờ thì chợ phải nói là cực kỳ ít khách vào luôn, cho nên là các chị đây bán cũng hàng rất là chậm. Để cả nhà mình thấy đây có đặc sản cốm dẹp nữa cho gia đình. Ở đây quá trời luôn, 5.000 có 100g, tức là 1kg có 50.000 thôi. Giá cũng rất là mềm luôn, để giá đây bán là giá nào ra giá đó và đồ ship rất là gọn luôn. Đây cũng là một cái thái độ mà gọi là mình tôn trọng người mua, mình tôn trọng khách hàng đi cả nhà mình. Đây nhìn sắp xếp rất là đẹp luôn. Vì cho con hỏi thăm là dạo này mình bán đỡ không hay gì? Dạ, vắng que luôn hay gì? Đó, chứ thấy có ai đi. Dạ. Như vậy thì hàng tháng mình đủ chi phí cho gia đình mình không? Dạ, sao đủ được? Dạ, không đủ luôn hay gì? Không đủ. Tiền tỷ cũng bỏ vô đây nhưng mà hàng tháng lại không đủ. Tại vì mình có sạp thì phải vô ngồi thôi. Dạ. Dạ. Tại vì gạo ở ngoài đường người ta bán quá chừng, đâu có ai mà đi vô đây mà con, xe mà mua gạo đâu. Con nghe nói là cấm vận gì đó, bây giờ giá gạo lên là có lên không vậy? Lên 2-3 đồng một ký. À, lên 2. Mỗi lần lấy là lên. Lên 2-3 ngàn một ký, dạ. Ví
là đấy lấy đợt trước cách đây nửa tháng nữa lên đồng, bây giờ lấy lên đồng rưỡi nữa. Dạ. Lên từ từ vậy. Dạ, dạ. Phải nó lên một lúc. Dạ. Đồng hai đồng cứ lên vậy đó. Dạ dạ rồi, dạ cũng cảm ơn chị. Dạ cả nhà mình thấy đây, à, cũng có sạp người ta đóng cửa luôn, à, rất là nhiều. Chứ ngoại bán hàng khô đây, nhìn ngon quá ngoại. Ngoại cho hỏi thăm lúc này ngoại bán đỡ không ngoại? Cũng lai dai hả? Lai dai. Dạ. Chờ vắng thôi chị. Chờ vắng mà nhờ cũng ông bà cho lai dai. Dạ. Ngoại bán ở đây là được bao lâu rồi hả ngoại? Ngoại bán hồi ngoại còn nhỏ trong. Là được khoảng mấy chục năm rồi ngoại? Mấy chục, hồi có bầu nhỏ này. Mà giờ nó 56 tuổi. À, gần 60 năm rồi. Quá trời luôn. Giờ bà già rồi. Dạ. Dạ. Là tức là đời thứ hai rồi, chị đời thứ hai bán ở chợ rồi. Quá tuyệt vời luôn. Nhưng mà hiện tại thì vắng quá. Dạ. Dạ. Mình đủ chi phí gia đình hàng tháng luôn hay chị? À, tiền con. Trong là mình tiết kiệm. Tiết kiệm mới đủ đúng không? Nhà mình dạ. Liệu cơm gấp mắm. Dạ, liệu cơm gấp mắm. Gia đình thấy một cái sạp mà tiền tỷ như vậy và đã bán được hai đời rồi đây. Và tiền tỷ nằm ở đây, nhưng mà bây giờ kinh doanh là phải nói là liều cơm gấp mắm và tiết kiệm lắm mới chi đủ chi tiêu hàng tháng. À, tình hình cũng rất là khó khăn. Dạ, cảm ơn ngoại, cảm ơn chị. À, hy vọng là chiến tranh sẽ mau chóng qua đi. À, mọi chuyện sẽ ổn định lại, kinh tế mau chóng phục hồi lại. Dạ, kênh của em là Ri Sài Thành TV. Dạ, anh bấm Sài Thành TV chúng ta. Dạ. 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 Ở đây cả nhà mình thấy đây, à, một cái chợ mà đi mỗi chân luôn vẫn chưa bao giờ hết chợ luôn. Phải nói là vào đây mà từ lầu trên từ lầu dưới thì gia đình mình đi phải nói là mỗi chân vẫn chưa hết. Nhưng mà khách thì rõ ràng là đi lâu lâu mới gặp một khách. Nhà tiền kinh tế rất là khó khăn luôn. Ở đây ngoại cho hỏi thăm, ngoại bán đồ cúng hả ngoại? Dạ, đồ cúng. Và ngoại bán ở đây là lâu chưa hả ngoại? Bốn mấy năm rồi. Dạ, cho con hỏi là tại sao con đi từ ở trên dưới luôn mà sao không thấy khách nữa ạ? Có ai đi gì đâu. Lắm con người. Từ ngày Covid giờ đó vậy đó. Covid giờ nó vắng vậy luôn rồi. Hồi đó thì đông lắm. Dạ. Hồi đó xin lỗi con tháng này tiền nhau mua. Dạ. Tiền nhau mà mua. Dạ. Bây giờ thì không mua. Vừa ngoại bán vậy thì rồi bây giờ là một cái sạp tiền tỷ gì thì chi phí đủ cho lo gia đình hàng tháng không ạ? Hồi đó thì đủ, bây giờ nó eo hẹp, bây giờ có con bây giờ. À thôi. Đó giờ con nó cũng lớn như làm cũng đỡ, nhưng mà bán giờ là thua con. Thua rồi đúng rồi. Đúng rồi, con biết sao hồi đó đó. Con nó còn nhỏ mình bán được. Bây giờ dạ. Có gia đình nhiều, có đứa đi làm nó cũng đỡ cho mình chút. Dạ. Chứ bán cái kiểu này là chết rồi. Chết luôn rồi. Con nghe mấy cô ở trên đây nhiều khi cả tuần không có mở hàng. Đúng, chính xác. Có vậy luôn rồi. Có chứ. Ví dụ quần áo con mua 1-2 bộ con mặc cả bao lâu hết. Dạ. Con nói là nha cô, vậy bây giờ ví dụ một lần con đi làm con có tiền con đi cho mẹ con đưa 1 triệu 2 triệu, bây giờ con không có thì con đưa 100-200 mẹ cũng phải cầm. Dạ. Bây giờ để mà chi phí bớt đi. Dạ. Đúng không? Ví dụ con làm có tiền nhiều con cho mẹ ba mẹ nhiều như. Dạ. Nhưng mà con làm bây giờ lương nó ít quá mới lại không đủ cho con ấy thì con cũng dính nhanh chút xíu cho ba mẹ. Dạ. Vì con không dính con bưa cũng được, ba mẹ đâu có đòi. Dạ. Đúng. Dạ. Không con? Dạ. Ví dụ có thì con cho ba mẹ nhiều chút. Dạ. Thôi có nữa thì chịu thôi chứ sao già con. Dạ. Dạ. Kinh tế nó khó khăn. Chỗ nào cũng vậy con ơi. Dạ, bây giờ con thấy chỗ nào cũng vắng đều không ngoài. Con hỏi từ siêu thị nè, rồi kinh doanh online nè, cửa hàng tiện lợi nè, hình như tất cả các kênh đều vắng hết chứ không phải là riêng chợ truyền thống. Không có tiền đúng không ạ? Dạ, thất nghiệp không có tiền. Dạ. Nhưng mà lần con dám ăn cho phở và con dám ăn. Ăn ổ với mẹ đi hết, mất mấy 30.000 của con, 40.000 con rồi. Dạ. Là tiện đó nha. Dạ. Nó không mà ngoại nói này là đúng không ngoại? Sáng con nhà ăn cơm nguội không lúc này? Ở đó mà cô nó đứng đúng không cô? Dạ. Năm nay cô 70 rồi. Mà 30 tuổi rồi là ra đời đó, là đúng là hồi đúng là sư cô y phụ mẹ bán cái mặt hàng này. Dạ. Rồi sau này chạy cũng vô rồi. Cái khó khăn. Dạ. Cô tự cô đi bán mặt rồi. Dạ. Bây giờ con cái đi làm rồi cũng đỡ. Dạ. Nó chưa mấy năm trước đó, mình phải lo cho nó, bây giờ nó cũng đỡ rồi. Dạ. Mình bán ở chỗ này ắt chết. Dạ. Dạ. Cũng lây lất đúng không ngoại? Dạ. Bây giờ lây lất là một mình ngoại cũng đỡ hơn. Dạ. Dạ. Cảm ơn ngoại rất là nhiều. Rồi. Dạ, đây là cả nhà mình thấy ngôi chợ là cực kỳ lớn luôn. Ở đây rất là rộng. À, mặt đây cũng là mặt tiền nữa. À, ra mặt tiền rất là nhiều đây. À, đây thì cả nhà mình sẽ qua bên khu chợ này ha. À, cá đây. Đây có chị đây, để em hỏi thăm chị nha. Dạ, chị cho em hỏi thăm là dạo này mình bán đỡ không hả chị? Vắng lắm. Vắng lắm hả chị? Dạ. Dạo vắng 4
Ờ, em thấy đây mà sáng sớm mà cái mặt hàng của chị em thấy ít quá vậy, thường là người ta mua cái sạp bự nhiều hàng lắm đây, thấy rất là ít luôn. Tức là không dám lấy nhiều, nhiều bán được. Cứ như vậy thì chi phí hàng tháng mình có đủ lo cho gia đình không chị? Thiếu xà lách rồi. Thiếu xà lách luôn hả? Dạ. Dạ cảm ơn chị rất là nhiều. Đây thì dạ. À, mặt hàng thì rất là nhiều đây. Có người bán mà 100 người bán 1 người mua. Dạ. Bữa hổm thì con nghe nói cái chị kia bà nói quán nhậu thì đông, mấy ổng có tiền dắt bạn đi nhậu mà không có tiền cho vợ đi chợ. Đây thì cả nhà mình thấy đây, rau cá đồ khu vực này rất là nhiều đây, mà hiện tại thì rất là vắng luôn. Đây để hỏi thăm gì, dạ gì cho con hỏi thăm, dạo này mình bán được không gì? Ế lắm hả gì? Con thấy sập. Bây giờ mà sáng con thấy sạp rau của gì quá trời luôn, hình như là còn y nguyên hết hả gì? Đúng rồi. Sáng giờ bán không được. Bán không được luôn. Như vậy thì rau này thì con biết là tới chiều là một số loại nó sẽ hư rồi, như vậy thì mình có đủ cuộc sống gia đình hàng tháng không chứ gì, bán ở đây. Cũng vừa đủ thôi chứ. Vừa đủ. Dạ. Không có dư. Không có dư luôn. Dạ dạ, dạ cảm ơn nhiều nhiều. À cả nhà mình thấy đây. À một cái sạp thịt nóng khủng khiếp đây. Nhìn là mê luôn á. Nhìn là thấy là cái sạp thịt nóng này là trong đầu mình đã nhảy số ra là phải làm biết vào bao nhiêu món rồi. Giò heo giả cầy nè, rồi sườn hầm đậu phộng nè, rất nhiều luôn. Ở đây đây, mà là thấy nhìn cực kỳ khủng luôn. Đây quầy thịt xá xíu nè cả nhà mình, lâu lắm mới thấy thịt xá xíu. Ở đây thì rất là nhiều luôn. Ở đây phải hỏi thăm chị, tại vì cái quầy thịt của chị quá trời lớn rồi. Dạ, chị cho em hỏi thăm là dạo này mình bán đỡ không chị? Lai rai hả chị? À, nghe bà con đây than là chợ vắng lắm mà. Vắng, nhưng mà bán nhờ có mối. Nhờ có mối đúng không chị? Rồi rồi, dạ dạ. Kiếm trên hoài, tôi kiếm không ra. Ri xài thành TV nhé. Xài thành hả? Dạ, ri xài thành TV. Ừ, tôi kiếm hoài không ra thì bây giờ. Chữ xài thành TV á, dạ, dạ cũng được không? Đây, cả nhà mình thấy đây, rất là nhiều. Nhưng mà khách thì hiện tại thì thấy quá vắng luôn. Rầm như vô chợ luôn, từ trên dưới, từ dưới lên trên luôn thì mình thấy rất là reo hoa đây. Cái quầy thịt bò của cô nhìn rất là tươi luôn, mơ mởn luôn. Nhưng mà hiện tại thì đây, khách hứa là gần như chợ là chỉ có người bán thôi, không thấy người mua luôn. Thấy đây cái sạp gà của chị rất là lớn đây, chị đang chặt gà đây. Đây cả nhà mình thấy đây, quá trời luôn. Vào đây thì đây thì chị đây bán lòng heo các loại lỗ tai, nhìn làm rất là sạch luôn nha, cực kỳ sạch luôn cả nhà. Nhưng mà gồng đây thì thấy không có khách luôn, một cái chợ cực kỳ lớn khủng khiếp luôn, chợ thiết không ngờ là lớn đến mức độ như thế này. Mà vào đây thì cả nhà mình thấy ở trong cũng vắng, ở ngoài cũng vắng, ở trên lầu cũng vắng, là tất cả các nơi đều vắng hết chứ không riêng về một nơi nào hết. Đây cũng là một cái điều mà rất là trăn trở cho các chuyên gia, các nhà quản lý để làm sao cho cái ngôi chợ của mình càng ngày càng phát triển hơn. Đây thì để bà con làm ăn kinh tế ổn định lại, thì cả nhà mình thấy đây, quá trời luôn. Rất là buồn cho một cái ngôi chợ như thế này. Đây đây, nhưng mà rất là vắng nha. Clip của Ri thì cũng đã đi hết chợ Thiết rồi. Ri xin chân thành cảm ơn gia đình chúng ta đã đồng hành cùng em tham quan trọn vẹn chợ Thiết này. Em xin cảm ơn và xin chào tạm biệt.